Trong số các thần tượng K-pop có bờ vai đẹp, Jennie là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Thành viên nhóm Blackpink gây ấn tượng bởi khung vai thon gọn và thẳng giống chiếc móc áo. Không dừng lại ở đó, cô còn nổi tiếng với cơ thể mảnh mai, không mỡ thừa. Thân hình chuẩn giúp nữ ca sĩ SN 1996 dễ dàng tỏa sáng trong các kiểu đồ. Cô thường lựa chọn trang phục trễ vai, dáng quây hoặc không tay để làm nổi bật bờ vai nuột nà. Jennie lăng xê trang phục của nhà mốt Việt trong video ca khúc You and Me ra mắt hôm 6 tháng 10. Cô mặc áo cổ yếm, ôm sắt từ Fenty Club thương hiệu do nhà thiết kế Trần Khánh Duy sáng lập. Kiểu dáng áo không tay giúp nữ ca sĩ khoe khung vai quyến rũ. Trên sân khấu đêm nhạc Bonpink Encore diễn ra tại Hàn Quốc hồi giữa tháng 9, Jennie diện nhiều trang phục hở vai. Trong ảnh, thành viên nhóm Blackpink khoe đường cong quyến rũ với váy có cổ khoét sâu, đính hạt lấp lánh. Cô phối kèm găng tay chất liệu nhung tôn vẻ ngoài sang chảnh. Khung vai hình móc áo của Jennie càng trở nên nổi bật trong những thiết kế hở vai. Nữ ca sĩ thu hút ánh nhìn dù không đeo thêm trang sức. Giọng ca sâu lâu trông quyến rũ trên bìa tạp chí Harper Bazaar Hàn Quốc số tháng 10. Cô diện mẫu váy phồng độc đáo, thuộc bộ siêu tập Jacquemus thu đông 2023. Bờ vai hình móc áo cộng hưởng cùng trang sức lộng lẫy giúp tấm ảnh của Jennie thu hút hơn 7,1 triệu lượt yêu thích trên Instagram. Jennie chuyển hướng phong cách gợi cảm với áo bra hai dây cúp ngực, với tay phồng và chân váy cạp trễ từ nhà mốt Jacquemus.